bạn đã đến với GiaTech. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì hãy để lại một subscribe ủng hộ mình trong những video sắp tới. Đây là một con robot thông minh dạy vẽ cực kỳ thú vị dành cho những bé, dành cho trẻ em, và mình nghĩ rằng bất kỳ phụ huynh nào cũng không nên bỏ qua. Hãy mua một con về cho các em thay vì việc là cho các em sử dụng điện thoại di động sẽ làm ảnh hưởng đến thị lực của các em. Và đây cũng sẽ là một chú robot bạn đồng hành dành cho bé Bào Bào nhà mình trong thời gian sắp tới. Vợ mình chuẩn bị sinh rồi. Và con robot này thì mình order ở bên Banggood về với mức giá cũng chỉ khoảng hơn 1 triệu một chút mà thôi. Thì mức giá này mình thấy nó cũng khá dễ để tiếp cận. Và đừng quên Banggood trong thời gian sắp tới là ngày mùng 7 tháng 7 cũng sẽ có sale rất là lớn. Và con robot này cũng sẽ nằm trong danh sách những mặt hàng được sale, tức là mức giá của nó sẽ còn tốt hơn rất là nhiều. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ có ở đây là những quyển sách rất là màu sắc. Và nó sẽ là những cái hình để giúp cho các bé có thể vẽ theo. Đó, bên cạnh việc là chúng ta sẽ sử dụng những cái tờ giấy A4. Và tất nhiên chúng ta sẽ có rất nhiều những quyển sách ở đây. Ví dụ như từ level 1 này, level 2 này, level 3 và level 4. Rồi, đây là những quyển sách dành cho bé vẽ nhá. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm những món phụ kiện ở trong đây. Ví dụ như là bên này thì sẽ là những cái thẻ bài, những cái tấm thẻ sẽ có QR code ở phía đằng sau để cho mọi người sẽ đặt lên trước mặt con robot và nó sẽ hướng dẫn mọi người vẽ. Ví dụ ở đây là những cái chữ này, chữ cái này. Còn một túi tiếp theo ở trong này thì sẽ là hình những con vật. Ví dụ ở đây thì mình đang có hình con khỉ này, hay là mình cũng sẽ có hình bông hoa này. Đó, tất cả mọi thứ sẽ đều có đầy đủ ở trong đây hết. Rất nhiều bông hoa cho tới việc là chúng ta sẽ có những cái hình liên quan đến con cá voi này kia. Thì nó sẽ có đầy đủ hết. Nói chung là sẽ có những cái hình vẽ từ level 1 cho tới level 4 để cho các bé học và vẽ theo. Tiếp tới thì ở đây sẽ là một cái hộp để chúng ta đựng. Bên trong đó là cánh tay để có thể kẹp bút. Thì cánh tay này lắp lên con robot cũng rất là dễ mà thôi. Và bên trong đây thì đáng lẽ sẽ có thêm bút nữa. Chứ không hiểu sao con robot này khi mà mình order về thì lại thiếu mất 2 cây bút. Thì nói chung rằng là cái này nó cũng sẽ là một vấn đề rất là đơn giản mà thôi. Chúng ta có thể thay thế bằng những cái bút ở bên ngoài. Cùng với đó thì mọi người sẽ có một cái cáp USB để có thể sạc cho con robot này. Con robot này sẽ có pin ở bên trong nha mọi người. Nên mọi người cũng không cần phải lo lắng đến việc lúc nào cũng phải cắm sạc. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng cái cánh tay này và gắn lên con robot như này là xong. Rất là đơn giản. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bật con robot này lên bằng việc là vặn cái núm ở đằng sau con robot này. Đó, nó sẽ nói là power on. Và chúng ta sẽ để nó lên một cái tờ giấy như thế này. Ok. Chúng ta sẽ để một cái bút vào đây. Và mọi người sẽ vặn cho chặt cái bút này lại. Tiếp theo thì là gì? Ở trên đây chúng ta sẽ có 3 cái nút. Cái nút ở ngoài cùng có hình mũi tên vòng tròn đấy thì nó sẽ là cái nút để chúng ta có thể reset lại từ đầu, tức là cho nó vẽ lại từ đầu. Cái nút ở giữa thì sẽ là cái nút cho nó bắt đầu nhìn tranh và chuyển qua những cái bước vẽ. Và cái bước ở ngoài cùng như là bước chạy auto hay sao ấy, mình cũng chưa rõ cái bước cái nút ở ngoài cùng này. Thì bây giờ mình sẽ cho nó vẽ thử một cái bức ảnh gì đó nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm một hình khó tí đi. Thì đây sẽ là hình con cáo. Đây sẽ là hình con cáo. Mọi người sẽ bấm vào cái nút ở giữa này thì nó sẽ bắt đầu nhìn ảnh. Đó. Đó, nó đã nói là tôi đã nhìn thấy con cáo fox. Và khi đó thì mọi người sẽ chuẩn bị luôn cho mình một cái giấy A4 nữa để mọi người vẽ theo nhá. Chúng ta sẽ bấm vào đây, bước 1. Đó. Bước 1 là chúng ta sẽ vẽ ở trên đầu của con cáo, the top. Tiếp theo, bước 2. Đó. Và như vậy thì đây là bức hình con cáo mà con robot này vừa vẽ ra. Các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ bị hơi lệch lạc một chút ở trên những cái đường vẽ này, nhưng nó cơ bản là nó đã vẽ ra được hình con cáo và nó hướng dẫn cho chúng ta từng bước một để vẽ con cáo này. Mọi người muốn những cái hình, những cái đường nét này nó không bị lệch ấy, thì mọi người có thể gắn vào đây là những cây bút bi, bởi vì bút chì khi mà đưa vào đây thì nó sẽ rít và nó sẽ khiến cho những cái càng này đẩy lên đẩy xuống nó sẽ có độ lệch. Đó thì đó sẽ là những cái mà mình cần lưu ý. Bút bi hoặc là bút dạ đều được nhá, tránh bút chì ra, tại vì bút chì ma sát của nó cao quá. Và như vậy thì đối với con robot này, đây sẽ là một người bạn đồng hành rất là đắc lực dành cho các bé để các bé có thể là thông minh hơn, sáng tạo hơn trong việc vẽ tranh và có thể biết vẽ những cái món đồ trong việc sử dụng hàng ngày, ví dụ như cái thìa này, ví dụ như cái ly ở đây này. Đó, hay là thậm chí có thể biết vẽ ra những cái chữ như ở đây chữ Q này. và mọi người thấy sao về con robot này? Xin comment để lại ý kiến mọi người phía bên dưới phần luận của video. Còn video mình dừng lại tại đây nhá. Link để mua thì mình cũng sẽ gắn ở phần mô tả để cho mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.